Chùa U Minh thuộc huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Trải qua nhiều năm, từ khi Cố Hòa Thượng Thích Bửu Minh viên tịch, đến nay chưa có người kế nhiệm. Được sự chấp thuận của Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, các cấp chính quyền, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Lấp Vò đã long trọng tổ chức lễ bổ nhiệm sư cô Thích Nữ Tâm Như, tân trụ trì chùa U Minh vào sáng ngày 10 tháng 1 vừa qua. Chứng minh và tham dự buổi lễ bổ nhiệm trụ trì chùa U Minh có Hòa Thượng Thích Thiện An, thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Thích Tỉnh Triệt, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, Chư Tôn Đức Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, huyện Lấp Vò, Chư Tôn Đức Tăng Ni trong tỉnh, đại diện chính quyền và quý thiện nam tín nữ Phật tử đồng tham dự và tặng quà chúc mừng. Thượng tọa Thích Huệ Thủ, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Lấp Vò, trưởng ban tổ chức phát biểu khai mạc cho biết, trải qua nhiều năm, từ khi Cố Hòa Thượng Thích Bửu Minh viên tịch đến nay chưa có người kế nhiệm, sư cô Tâm Như là đệ tử xuất gia đã chăm lo kinh kệ nhang đèn tại bổn tự. Xét thấy cơ sở Phật giáo cần người kế thừa các công tác Phật sự, được sự chấp thuận của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và các cơ quan ban ngành tỉnh Đồng Tháp chính thức bổ nhiệm sư cô Thích Nữ Tâm Như trụ trì chùa U Minh. Tại buổi lễ, Đại Đức Thích Chơn Tâm, Chánh Thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, thay mặt Ban Thường trực đọc quyết định bổ nhiệm sư cô Thích Nữ Tâm Như, thể danh Lê Thị Thu, sinh năm 1973, giữ nhiệm vụ trụ trì chùa U Minh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, có trách nhiệm điều hành các công tác Phật sự và giữ gìn giáo sản tại cơ sở tự viện theo đúng hiến chương giáo hội và pháp luật nhà nước. Đối trước Chư Tôn Đức Chứng Minh và chư vị khách quý cùng toàn thể Phật tử, sư cô Thích Nữ Tâm Như đã đón nhận quyết định từ Thượng tọa Thích Tỉnh Kiệt. Tiếp theo, sư cô Tân Trụ Trì phát nguyện làm tròn nhiệm vụ cao cả của sứ giả Như Lai, hoằng pháp lợi sanh, thực hiện đúng tinh thần hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và pháp luật nhà nước, phụng đạo giúp đời với phương châm đạo pháp và dân tộc. Thay mặt lãnh đạo chính quyền các cấp, ông Nguyễn Dung Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Long Hưng A, phát biểu chúc mừng và chia sẻ niềm vui với sư cô Tân Trụ Trì, mong rằng sư cô phát huy đạo hạnh đoàn kết và hợp tốt trong mọi Phật sự, hướng dẫn Phật tử tu học đúng chánh pháp, đúng phương châm đạo pháp dân tộc xã hội chủ nghĩa. Ban đạo từ, Thượng tọa Thích Tỉnh Triệt nhấn mạnh về trọng trách của bậc vị trụ trì làm chính yếu trong sự nghiệp tạo niềm tin Phật pháp để mọi người có cái nhìn tốt đẹp về đạo Phật để đưa chánh pháp của Như Lai đi vào đời sống. Thượng tọa có lời cảm ơn và gửi gắm đến các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương đã quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ cho sư cô Tân Trụ Trì trong thời gian qua được hoàn thành trọng trách mà đạo pháp giao phó. Dịp này, Ban Chứng minh và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, huyện Lấp Vò, Chư Tôn Đức Tăng Ni, chính quyền các cấp đã niêm hương tưởng niệm ngày viên tịch Cố Hòa Thượng Thượng Bửu Hạ Minh tại tổ đường chùa U Minh nhân ngày Quý Nhật.